Tôi muốn anh đi với tôi. I want you to go with me. Anh ấy muốn tôi làm việc cho anh ấy. He wants me to work for him. Tôi không muốn cô ấy làm việc vất vả. I don't want her to work hard. Cô ấy không muốn anh chờ đợi. She doesn't want you to wait. Anh muốn tôi giúp anh không? Do you want me to help you? Cô ấy muốn Peter đưa cô ấy về nhà không? Does she want Peter to take her home? Anh muốn tôi làm gì? What do you want me to do? Anh muốn họ đón anh ở đâu? Where do you want them to meet you? Cô ấy muốn tôi đưa cô ấy đi đâu? Where does she want me to take her? Anh ấy muốn tôi cho anh ấy mượn bao nhiêu tiền? How much money does he want me to lend him? Tôi muốn anh có mặt ở đây đêm nay. I want you to be here tonight. Tôi không muốn anh trễ học. I don't want you to be late for school. Hoặc, I don't want you to come to school late. Họ không muốn anh vắng mặt. They don't want you to be absent. Anh muốn cô ấy có mặt ở đó lúc mấy giờ? What time do you want her to be there? Anh muốn tôi có mặt ở đâu vào ngày mai? Where do you want me to be tomorrow? Hôm qua cô ấy muốn gặp anh. She wanted to see you yesterday. Hôm qua họ muốn đến đây. They wanted to come here yesterday. Hôm qua anh ấy muốn có mặt ở đó. He wanted to be there yesterday. Hôm
Hôm qua anh ấy muốn tôi ở nhà. He wanted me to stay at home yesterday. Tối qua họ không muốn tôi đến đây. They didn't want me to come here last night. Sáng nay cô ấy muốn gặp ai? Who did she want to meet this morning? Hôm qua họ muốn anh đưa họ đi đâu? Where did they want you to take them yesterday? Hôm qua anh muốn gặp họ lúc mấy giờ? What time did you want to meet them yesterday? Tại sao hôm qua anh không muốn họ có mặt ở đây? Why didn't you want them to be here yesterday? Tôi sẽ đi tìm anh ấy. I'll go and find him. Tôi muốn mua cái áo thun nhưng không có đủ tiền. I want to buy a t-shirt, but I don't have enough money. Tôi sẽ cho anh mượn một ít. I'll lend you some. Tôi đã lỡ chuyến xe buýt cuối cùng rồi. I missed the last bus. Đừng lo, tôi sẽ cho anh quá giang. Don't worry, I'll give you a ride. Peter đang nằm viện. Peter's in hospital. Thế à, tối nay tôi sẽ thăm anh ấy. Really? I'll visit him tonight. Anh gọi điện cho Mary chưa? Have you called Mary? Tôi quên. Tôi sẽ gọi điện cho cô ấy ngay bây giờ. I forgot. I'll call her right now.